Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở trong tánh vô tánh của tất cả các Pháp, nếu Đại Bồ Tát phát sanh bốn tịnh lự, phát sanh năm thần thông, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đầy đủ các công đức, an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau, giúp họ đạt được sự lợi lạc, thì ở trong tánh vô tánh của tất cả các Pháp, làm sao Đại Bồ Tát mới phát tâm tạo nghiệp tuần tự, tu học tuần tự, làm các việc tuần tự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm các việc lợi lạc thù thắng cho hữu tình? Phật bảo thiện hiện: Các Đại Bồ Tát ở địa vị mới phát tâm, hoặc theo Phật nghe, hoặc từ chỗ cúng dường nhiều vị Phật, Bồ Tát độc giác A-la-hán bất hoàn, Nhất Lai dự lưu hiền thánh mà nghe, nghĩa là chứng ngộ các Pháp, lấy vô tánh làm tánh, viên mãn rốt ráo mới gọi là Phật. Tuần tự chứng ngộ các Pháp lấy vô tánh làm tánh là Bồ Tát độc giác A-la-hán bất hoàn Nhất Lai dự lưu, tin chắc các Pháp lấy vô tánh làm tánh là hiền thiện sĩ. Cho nên tất cả Pháp và các hữu tình đều lấy vô tánh làm tánh, Pháp và hữu tình không có tự tánh, lượng như đầu lông có thể nắm bắt được. Sau khi nghe việc này, Đại Bồ Tát ấy nghĩ, nếu tất cả các Pháp và các hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh, chứng đắc việc đó nên gọi là Phật Bồ Tát độc giác A-la-hán, bất hoàn Nhất Lai dự lưu, tin chắc việc đó nên gọi là hiền thiện sĩ. Thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc là ta sẽ chứng đắc hoặc không chứng đắc, vì các Pháp và hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta nhất định phải hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sau khi chứng đắc bồ đề, nếu các hữu tình thực hành tưởng có, thì ta tìm cách an lập giúp họ trụ vào tưởng không. Sau khi nghĩ như vậy rồi, Đại Bồ Tát này mong đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề để làm tất cả hữu tình đạt được niết bàn. Vị ấy tạo nghiệp tuần tự tu học, tuần tự thực hành, như các Đại Bồ Tát đời quá khứ cầu đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước tiên phải tuần tự tạo nghiệp, tu học và thực hành rồi mới chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này cũng vậy, trước tiên phải tu học bố thí ba la mật đa, kế đó phải tu học tịnh giới ba la mật đa, kế đó phải tu học an nhẫn ba la mật đa, kế đó phải tu học tinh tấn ba la mật đa, kế đó phải tu học tịnh lự ba la mật đa, cuối cùng phải tu học bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, Đại Bồ Tát này nên tự thực hành bố thí, cũng khuyên người thực hành bố thí tùy thuận ca ngợi công đức bố thí, hoan hỷ ca ngợi người thực hành bố thí. Nhờ nhân duyên này, vị ấy được địa vị rất giàu có, thường thực hành bố thí, lìa tâm keo kiệt, tùy theo hữu tình cần vật gì như là đồ ăn uống, áo quần, ngoại cụ, anh lạc, hương hoa, của báu, đèn sáng, xe cộ, nhà cửa và các đồ vật khác, vị ấy đều bố thí cho họ. Đại Bồ Tát này nhờ bố thí nên thọ trì giới uẩn, sanh làm trời người được đại tôn quý. Do thí giới nên vị ấy lại đạt được định uẩn, nhờ thí giới định nên lại được huệ uẩn. Do thí giới định huệ nên lại được giải thoát uẩn, do thí giới định huệ giải thoát nên lại được giải thoát tri kiến uẩn, nhờ thí uẩn cho đến giải thoát tri kiến uẩn viên mãn nên vị ấy vượt qua địa vị thanh văn độc giác, thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Sau khi làm việc này, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp tam thừa để an lập độ thoát các loài hữu tình, giúp họ ra khỏi sanh tử và chứng đắc niết bàn. Thiện hiện, do bố thí nên tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy, nhưng Đại Bồ Tát này hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả các pháp không có tự tánh. Lại nữa, thiện hiện từ lúc mới phát tâm tu học tịnh giới ba la mật đa, Đại Bồ Tát này nên tự thực hành tịnh giới, cũng khuyên người khác thực hành tịnh giới,
tùy thuận ca ngợi công đức tịnh giới, hoan hỷ tán thán người thực hành tịnh giới. Nhờ vậy, giới uẩn được thanh tịnh, sanh làm trời người được đại tôn quý, bố thí cho người nghèo khổ những vật cần dùng. Đã thực hành bố thí rồi, vị ấy an trụ vào giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do các uẩn giới định huệ giải thoát tri kiến thanh tịnh, nên vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Sau khi đã thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Làm việc này xong, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp ba thừa để an lập độ thoát các loại hữu tình, giúp họ vượt khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Thiện hiện nhờ tịnh giới, tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy, nhưng đại bồ tát này hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp không có tự tánh. Lại nữa, thiện hiện từ lúc mới phát tâm tu học an nhẫn ba la mật đa, đại bồ tát này nên tự thực hành an nhẫn, cũng khuyên người thực hành an nhẫn, tùy thuận ca ngợi công đức an nhẫn, hoan hỷ tán thán người thực hành an nhẫn. Lúc thực hành an nhẫn, đại bồ tát này có thể dùng của cải bố thí đầy đủ cho các hữu tình. Sau khi thực hành bố thí, vị ấy an trụ vào giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do các uẩn giới định huệ giải thoát tri kiến thanh tịnh, nên vị ấy vượt qua các địa vị thanh văn và độc giác, thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Làm việc đó xong, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe pháp vi diệu, dùng pháp ba thừa để an lập độ thoát các loài hữu tình, giúp họ vượt khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Thiện hiện do an nhẫn, tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy, nhưng đại bồ tát ấy hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả các pháp không có tự tánh. Lại nữa, thiện hiện lúc mới phát tâm tu học tinh tấn ba la mật đa, đại bồ tát này nên siêng năng tinh tấn tu các pháp lành, cũng khuyên người siêng năng tinh tấn tu các pháp lành, tùy thuận ca ngợi công đức tinh tấn, hoan hỷ tán thán người thực hành tinh tấn. Lúc thực hành tinh tấn, đại bồ tát này có thể đem của cải bố thí đầy đủ cho các hữu tình. Sau khi đã thực hành bố thí, vị ấy an trụ vào giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do các uẩn giới định huệ giải thoát tri kiến được thanh tịnh, nên vị ấy vượt qua địa vị thanh văn độc giác, thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Sau khi đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Làm việc này xong, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp tam thừa để an lập giải thoát các loài hữu tình, giúp họ vượt khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Thiện hiện do tinh tấn, tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy, nhưng đại bồ tát này hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều không tự tánh. Lại nữa, thiện hiện từ lúc mới phát tâm tu học tịnh lự ba la mật đa, đại bồ tát này phải tự nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người nhập vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tùy thuận ca ngợi công đức của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoan hỷ tán thán người nhập vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lúc thực hành tịnh lự, đại bồ tát này có thể dùng của cải bố thí đầy đủ cho các hữu tình. Sau khi đã thực hành bố thí, vị ấy an trụ vào giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do các uẩn giới định huệ giải thoát tri kiến thanh tịnh, nên vị ấy vượt qua địa vị thanh văn độc giác, thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát.
Sau khi đã thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Làm việc này xong, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp ba thừa để an lập độ thoát các loài hữu tình, giúp họ ra khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Thiện hiện do tịnh lự, tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy, nhưng Đại Bồ Tát này hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp không có tự tánh. Lại nữa, thiện hiện từ lúc mới phát tâm tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện để tự thực hành 6 Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác thực hành 6 Ba La Mật Đa, tùy thuận ca ngợi công đức 6 Ba La Mật Đa, hoan hỷ tán thán người thực hành 6 Ba La Mật Đa. Nhờ phương tiện thiện xảo của 6 Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát này vượt khỏi địa vị thanh văn độc giác, thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Sau khi đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Làm việc này xong, vị ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp tam thừa để an lập độ thoát các loài hữu tình, giúp họ vượt khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Thiện hiện, nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học và tuần tự thực hành như vậy, nhưng Đại Bồ Tát ấy hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mới phát tâm, dựa vào việc học 6 Ba La Mật Đa, tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành và làm việc lợi ích cho các hữu tình. Lại nữa, thiện hiện, các Đại Bồ Tát tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành từ lúc mới phát tâm, đã dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tin hiểu tất cả các pháp, đều lấy vô tánh làm tự tánh. Trước tiên họ phải tu học tùy niệm về Phật, kế đến phải học tu học